Hello nha, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok, thì hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ nha cái cách mà tôi kiếm tiền, kiếm lãi mỗi ngày với con game bắn cá online nha. Ok, thì con game mà hiện tại mà tôi đang chơi ấy, đó là con game 68 game bài. Với cái mức vốn mà tầm 20 đến 30 củ thì tôi khuyên anh em nên chọn cái mức đạt 10k. Anh em đừng có tham quá nha, đừng có tham quá. Thì với con bán cá thì mỗi ngày anh em chỉ cần kiếm cho tôi khoảng 4-5 củ là ok rồi. Anh em đừng tham quá anh em. Tham rất là dễ ra đảo anh em ạ. Cho nên anh em phải lựa chọn như thế nào để mà chơi. Đấy, có hai cái điều mà tôi muốn nói với anh em ở thời điểm này như thế này anh em nhá. Thứ nhất nhá, bây giờ anh em xét cho tôi nhá. Bây giờ anh em chọn cái cách gọi là rủi ro cao mà mình kiếm một số tiền lớn mỗi ngày đấy, so với việc mình kiếm một nguồn lãi ổn định mỗi ngày đấy, thì mình chọn cái gì đấy, cho là bây giờ nhá. Bây giờ tôi kiếm một ngày là 4-5 củ đi, tôi kiếm một ngày 4-5 củ nhá, thì mỗi tháng như thế, tức là cái nguồn lãi đó là nó ổn định anh em nhá, nó ổn định nhá. Mình phải làm cách nào đó nó chắc chắn là mỗi ngày mình sẽ kiếm được ít nhất là 2 củ, 1 củ, nói chung là nó có lãi là được anh em, đừng có lỗ là được đấy. Thì mỗi tháng tôi sẽ rơi vào tầm 3 đến 40 triệu là thấp nhất, 30-40 củ là thấp nhất anh em nhá. Đấy là tôi đang nói cái mức thấp nhất nhá. Đấy, so với việc như thế và cái việc là đùng một phát anh em kiếm một ngày 20-30 củ đấy, xong đó những ngày sau là anh em liên tiếp mất, anh em xa lầy và anh em gọi là chìm xuống đáy đấy, thì anh em chọn cái cách nào? Đấy là tôi đang phân tích cho anh em nên quy hoạch như thế nào và nên tạo cho mình một cái bộ khung như thế nào để mình có một cái nguồn lãi ổn định mỗi ngày đấy, và sẽ tính toán thêm khi mà mình cái nguồn vốn của mình đã ok rồi đấy nhá. Ví dụ bây giờ mỗi ngày thì anh em có 30 củ nhá, tiền vốn nhá, thì anh em sẽ kiếm cho mình 4-5 củ đi, 3-4 củ đi, thậm chí là 1-2 củ đi đấy, thì khi đó là mỗi tháng anh em sẽ tăng cái mức dần dần lên, tăng cái mức dần dần lên, thì khi mà anh em đã có trong tay là một cái số tiền như thế rồi thì anh em sẽ bỏ tiền ra để mình tăng cái số vốn mình lên, nó tự tin hơn đúng không anh em. Đấy, khi mà mình đã ổn định rồi thì mình cứ nâng lên từ từ chứ anh em đừng có nghĩ là đi một phát là mình lên luôn là rất là khó. Đấy, theo tôi là rất là khó. Đấy, thì anh em cứ suy nghĩ hai cái mà tôi vừa nói đi, hai cái hướng mà tôi vừa nói đi nha. Đấy, thì cái nào hơn theo anh em, thì cái nào hơn đấy, tôi chỉ nói như thế, đơn giản như thế là anh em hiểu rồi đấy. Một cái ăn chắc mặc bền so với một cái lấp la lấp lửng thì anh em chọn cái nào đấy, mặc dù là cái việc mà ví dụ mỗi ngày bây giờ tôi sẽ bắn, ví dụ tôi bắn mức 50k thì tôi sẽ kiếm đâu đó là tầm 10-20 củ mỗi ngày là bình thường. Đấy, nhưng mà anh em có chắc chắn là ngày nào anh em cũng ăn không? Đấy là một cái điều mà tôi muốn nói với anh em. Thì anh em phải nhớ rằng là mình càng chắc chắn, càng ổn định thì nó càng tốt, nó càng tốt cho cái cuộc sống của mình. Đấy, chứ bây giờ anh em chỉ nổi 2-3 ngày xong anh em chìm hẳn thì như thế nó cái gì đâu anh em. Mình phải tính cái đường lâu dài anh em. Thời buổi bây giờ mình phải tính cái đường lâu dài. Chứ bây giờ ngày 1, ngày 2 thì bấp bênh, nói chung là khổ lắm anh em, khổ thôi chứ không là cái gì đâu. Tôi cũng một thời kiểu tham lam như thế anh em. Tham lam cứ muốn kiếm cho thật nhiều một ngày mà tôi không quan tâm. Ví dụ bây giờ tôi ăn được 50 củ một ngày nhá, và ngày hôm sau tôi thua lại 100 củ, thậm chí là 200 củ thì kiểu mình vẫn thấy đó là một điều bình thường. Thì mình cứ nghĩ là ngày ăn ngày thua đó là bình thường. Tuy nhiên là ngày ăn nha, ví dụ bây giờ tôi ăn 50 củ tôi sẽ tiêu pha kiểu gì, tôi sẽ rất là phung phí cái tiền này thì anh em biết rồi, cái tiền mà mình càng dễ kiếm thì mình càng dễ tiêu đấy. Thì bây giờ anh em tiêu hết 50 củ rồi, hôm nay anh em ăn 50 củ đi, anh em tiêu hết bố 50 củ rồi, thì ngày mai anh em thua lại 40 củ thì anh em vẫn nghĩ là mình thì vẫn có lãi 10 củ. Đấy, tuy nhiên là tiền 50 củ đó anh em tiêu hết rồi, còn có còn nữa đâu anh em, có còn nữa đâu để mà mình chốt cái lãi nữa. Đấy là một điều mà rất là nhiều người có suy nghĩ lệch lạc như thế anh em ạ. Đấy, ví dụ như bây giờ anh em đây, ví dụ như thanh niên này nhá, thanh niên này bây giờ được 2 củ mà bắn phát 6k, bây giờ hết tiền đúng chưa anh em, hết tiền
đấy, kiểu mẹ phân bổ nó không không đều với nhau thì rất là dễ để về vườn. Về vườn cái nào không biết, có thể bây giờ tôi hôm nay tôi thua đi, nhưng mà tôi sẽ thua trong cái phạm vi cho phép, có nghĩa là nó không không đáng bao nhiêu anh em, nó không đáng bao nhiêu đấy. Ví dụ bây giờ 25 củ tôi thua 5 củ, tôi sẽ nghỉ luôn, tôi không chơi nữa đấy, tôi không chơi nữa. Cái kiểu kiểu nó là như thế nhỉ, tôi sẽ không chơi nữa, thua khoảng 5 củ tôi sẽ nghỉ, ngày mai tôi sẽ chơi tiếp, tôi không tham những vấn đề đó nhỉ. Đấy thì anh em phải chú trọng đến cái những cái mà lâu dài ấy nhá mọi. Chứ bây giờ ngày một ngày hai, ngày một ngày hai có thể bây giờ anh là mẹ mày anh kiếm được một số tiền nào đó thì anh ok anh ra mặt anh lên mặt với đời, nhưng mà ngày mai anh xa cơ thì ai 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 là người sẽ đứng bên cạnh anh này. Đấy, tôi đã là một thằng từng trải đấy nhá, tôi từng trải, tôi thấm lắm anh em, tôi rất là thấm luôn đấy. Thì hôm nay tôi tâm sự với anh em như thế, thì cuộc đời tôi thì cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm rồi, vinh quang có, tủi nhục có, tôi đã có những thời điểm gọi là chìm sâu dưới cái đáy xã hội đấy anh em, chìm hẳn dưới cái đáy xã hội luôn đấy. Nói chung là để mà ngoi lên được như ngày hôm nay thì cũng là một cả một quá trình, cả một quá trình anh em. Nói chung là chịu rất là nhiều nhục nhã rồi mình mới đạt được cái thành tựu như ngày hôm nay. Thì thành tựu như thế nào tôi cũng không 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 dám nói láo đâu, tôi không dám bốc phét đâu anh em. Tôi nói chung là tôi vẫn đủ đủ cái nguồn thu để mà nuôi sống bản thân và gia đình tôi, như thế là ok rồi, còn những thứ khác tôi không quan tâm anh em. Đấy, ai nói gì nói tôi không quan tâm. Đấy, làm sao mà tôi trang trải được cuộc sống, tôi không thiếu thốn cái gì, tôi không dám là tôi không dám nói là tôi giàu còn ai. Đấy, tuy nhiên là tôi kiểu về cái vật chất thì tôi vẫn đầy đủ anh em, tôi không sợ thiếu thốn cái gì hết. Đấy, làm sao mà mình đầy đủ cuộc sống mình, tức là mình phải có một cái nguồn tiền, nguồn nguồn vốn trong tay để lỡ mẹ xa cơ hay là có cái vấn đề gì đó, ví dụ như nha ba mẹ đau ốm bệnh tật đủ các thứ, tuổi già đủ các thứ, thì mình phải có cái đồng tiền, mình có phải có nguồn vốn để mình lo cho gia đình những cái lúc như thế chứ, đúng không anh em? Đấy, mình là một thằng đàn ông thì mình phải có trách nhiệm chứ, đúng chưa? Bây giờ mình cứ kiểu bây giờ cứ chơi buông thả như thế thì lại bao giờ mới nên người ấy nhỉ? Tôi ấy, một thời điểm mà tôi kiểu như một con người khác luôn anh em, tôi kiểu sống buông thả, sống kiểu mẹ như kiểu là mình là ông vua ông chúa ấy, thì cũng có những cái lý do dẫn đến những cái vấn đề đó anh em, thì cũng có những cái lý do. Ví dụ nhá, bây giờ tôi kiểu hôm nay tôi ăn được 5 7 củ, tôi sẽ lên mặt với đời, à thì bố mày mỗi ngày bố mày kiếm 5 7 triệu như thế thì quá đơn giản như thế. Thì có những ngày nó dễ như thế, nhưng có những ngày nó khó luôn anh em, có những ngày nó cực kỳ khó luôn đấy. Thì anh em phải bù trừ cho những ngày đó chứ, bây giờ anh em chỉ nghĩ đến những ngày sung sướng và những ngày khó thì anh em không nghĩ tới làm sao mà nó ổn định được hả anh em. Đấy thì nói chung là tôi chỉ có tâm sự với anh em để mà anh em nhận ra thôi, chứ bây giờ không phải là tôi dạy đời anh em đâu. Đấy là cái tâm sự tôi muốn nói ra để nhiều anh em kiểu đã xa xa chân vào những cái trước đây tôi đã từng trải thì anh em phải biết và phải như thế nào, làm như thế nào đó để mình có thể kiếm được một cái nguồn lãi mỗi ngày nó chắc chắn đấy nha. Quan trọng bây giờ vẫn là phải là chắc chắn đấy nha. Đấy, ok thì hôm nay là cũng vừa chơi vừa tâm sự với anh em một tí như vậy, hy vọng là có thể giúp đỡ được anh em, những anh em đang chìm sâu vào những cái vấn đề này thì anh em nên xuất ra đấy. Ok thì hôm nay là như thế, là để xem bây giờ lãi được bao nhiêu, 26 củ, lãi 2 củ nha, hiện tại tôi là lãi được 2 củ đấy anh nha. Tôi nói nhé, tôi nói những vấn đề những anh em, có nhiều anh em rất là tham này, ví dụ như cái bạn này bạn ấy được có 2 củ mà nó vào bằng lắm mức 6k đấy, thì hên đấy, hên đấy, hên nhá, hên nhá. Bây giờ hên là nó nổ nhá, nó nổ cái con rồng nhá. Bây giờ nó không nổ thì gọi là chết thì không anh em, nó mà không nổ thì đấy, nãy giờ nó hết tiền đấy nhỉ. Đấy, đấy là lòng tham, nói chung lòng tham, cái lòng tham của con người nó vô đáy rồi. Đấy, mình phải điều tiết thế nào cho nó hợp lý thôi, mình phải điều tiết, mình phải làm chủ được bản thân mình muốn chơi kiếm tiền với những cái kiếm lãi với những cái con này thì trước tiên, điều trước tiên ấy, mình phải làm chủ được cái bản thân mình đã anh em. Đấy, như thế thì mình mới mong là mình thắng được,
chứ bây giờ mình đến bản thân mình còn không thắng được thì mình lấy lại lấy cái tư cách gì, lấy cái hy vọng gì để mà mình thắng là cãi nhá. Đấy, tôi nói đơn giản như thế anh em hiểu. Lag rồi anh em ơi, lag rồi anh em ơi, lag rồi anh em ơi, lag rồi. Đấy, tôi chỉ nói đơn giản như thế thôi, mà tôi không phải là tôi dạy đời anh em hay là cái gì. Tôi chẳng qua là tôi muốn chia sẻ để mà anh em nhận ra thôi. Những anh em nào đã nhận ra rồi thì ok, còn những anh em nhiều, tôi hiện tại rất là nhiều anh em đã chìm quá sâu rồi và không, rất là khó để thoát ra đấy. Thì ok, hôm nay tôi lên một video ngắn thế, như thế tôi vừa chơi. Chứ bình thường tôi không chơi lâu đâu anh em, bình thường tôi kiếm 2-3 củ, tầm 2-3 củ, 3-4 củ là tôi nghỉ rồi. Hôm nay thì mới đầu thì vào thì nó cũng hơi khoai, nhưng mà may vẫn lật kèo được anh em. Thì có nghĩa là nếu như không lật kèo được thì thua tầm 5-6 củ tôi cũng nghỉ rồi, tôi không chơi đấy. Ngày mai tôi chơi tiếp. Đấy chính là cái bản lĩnh của từng thằng mà từng xa cơ rồi. À, bây giờ tôi biết quý trọng cái đồng tiền lắm anh em, tôi quý trọng cái đồng tiền lắm. À, ok, hy vọng là anh em xem những cái video của tôi thì có thể là nhận ra được, tìm cho mình một cái con đường đi đúng đắn. Ok, hôm nay tôi xin phép được dừng video lại tại đây và chúc tất cả anh em gặp nhiều may mắn. Chúc tất cả anh em gặp nhiều may mắn và về bờ thành công nha anh em. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.